con nhỏ này, có một đá này. Mấy đứa ơi, tắt điện rồi cắm lại giùm em với. Bôn. Cắt cắt mấy giật nha. Không có. Đi mua đó Bôn.
cô An 90, với lại thuốc chì 70 nữa là 160. Em lấy thuốc không? Thuốc 150 nè. Còn cho anh Hiền, em coi em lái chai 10ml cái Hiền. Chai 10ml vô lấy thuốc cho chị đó. Chai nó là chai 20ml rồi bà Hiền. Chai 10ml cô đang có hộp trong tủ á. Hiền đứng nói kia nó ra được. Nó Hiền lái thuốc vừa thôi chứ không là không có chỗ trọng á. Cái ngày hồi sáng chị đeo lái bị nhiều quá. Nó hồi sáng chị đeo lái bị nhiều quá là không có chỗ lắp thuốc đó.